mọi người, mà sau này mà ai mà tặng mấy tờ tiền như vậy là không được lấy nha mọi người. Tiền nó yểm bùa không nè, thấy không? Đây, rõ ràng không? Tôi làm ăn mà nó yểm bùa tôi nè. Này nó ác đại như chứ. Đây, tiền đó là không được lấy. Đúng luôn. Sợ quá, sợ quá. Cứ tặng mấy đứa xem thế nào. Tặng em một tờ. Không, anh không lấy đâu. Chú chỉ hai tờ. Không, không lấy đâu, sợ. Thì lấy 100 tờ, thấy không? Tặng em trai một tờ tiền phần của Campuchia. Ôi, sợ lại không lấy thôi ạ. Phải 100 tờ. 1.000 tờ, có lấy không? Ui, con đẻ sắp máu được kìa. Ra tặng nó bây giờ. Tặng em gái một tờ tiền phần của Campuchia. Em thấy nó cả bỏ mùa ấy, lấy đâu? 100 tờ. Thôi, ít thôi nhưng mà anh sẽ lấy đâu. Đây, 1.000 tờ. Lấy không? Không, ít lắm anh ạ. 2.000 tờ. Bỏ mùa anh ạ, sợ lắm. 3.000 tờ. 4.000 tờ. 5.000 tờ. 6.000, lấy không? Em lấy cái gì nhá? Làm gì thêm dài? Ồ, anh không biết à? Cũng phải bảo em tờ bị bỏ mua anh ạ. Trời ơi, đây anh nói cho em nghe này. Đầu tiên ấy, em phải nghĩ xem em sống như thế nào mà người ta muốn bỏ mua em. Em xấu mà anh. Em xấu à? Nhưng mà cái thứ hai ấy, bây giờ nó vẽ bùa lên đây thì em có dám cầm được không? Ủa, em không anh ơi. Ừ thế, thế bây giờ phải làm sao? Em định đốt, không phải bỏ mua anh ạ.